Cô xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là Bùi Thị Gấm, giáo viên trường mầm non Hồng Quỳnh, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy. Thưa con ơi, chúng mình có biết sắp đến mùa gì rồi không nhỉ? À, sắp đến mùa hè rồi đấy. Vậy chúng mình có biết thời tiết mùa hè thì như thế nào không? À, đúng rồi, thời tiết mùa hè thì thật là nóng nực và oi bức phải không nhỉ? Nhiều vitamin C tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể của chúng mình luôn được khỏe mạnh. Và hôm nay cô con mình sẽ cùng nhau trải nghiệm hoạt động bắt và pha nước cam nhé. Để thực hiện được hoạt động này, cô cần có những nguyên liệu sau. Đầu tiên không thể thiếu được đó là những quả cam. Các con ơi, hôm nay cô đã chọn quả cam này là quả cam xanh đấy. Các con nhớ đi chọn cam phải chọn những quả cam tươi, da mỏng và vỏ nhẵn. Khi cầm lên thấy nặng tay thì quả cam sẽ cho chúng ta rất là nhiều nước. Và các con nhớ khi mua cam về chúng mình phải rửa sạch để đổ cho cô nhé. Cô cũng có những vật dụng sau, chúng mình cách bắt và pha lớp cam nhé. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cô phải mặc đặc dề, đeo khẩu trang và mang găng tay. Các con muốn thực hiện được hoạt động này, trước hết các con phải rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. Cô bắt đầu bổ cam. Tay trái cô giữ cam này, cô bổ thật khéo léo. Các con chú ý, khi bổ cam chúng mình phải bổ theo chiều ngang nhé. Bước thứ hai, vắt cam. Cô để dụng cụ vắt cam ra phía trước. Tay trái cô giữ dụng cụ vắt cam, tay phải cô cầm miếng cam. Cô úp xuống dụng cụ vắt cam này, cô ấn mạnh, cô xoay đều, vắt đều đến khi nào miếng cam hết nước thì được nhé. Tiếp cô xé vắt miếng cam thứ hai. Khi vắt xong, cô nhấc nắp của dụng cụ vắt cam lên. Các con ạ, nắp của dụng cụ này để giữ lại những hạt cam và tép cam to cho không rơi được xuống dưới nước cam đấy. Và bây giờ cô sẽ rót nước cam vào cốc. Các con chú ý, khi rót nước cam chúng mình phải rót thật nhẹ nhàng, thật khéo léo, không để đổ nước cam ra ngoài nhé. Cô giáo sẽ cho thêm một chút nước. Và để nước cam được ngọt hơn, cô sẽ cho thêm một chút đường này. Tùy theo sở thích và khẩu vị của từng người mà chúng mình cho nhiều đường hoặc ít đường. Còn cô gấm muốn nước cam ngọt đậm hơn, cô gấm sẽ cho 2 thìa đường.
Và bước cuối cùng thật là đơn giản, chúng mình chỉ việc khuấy đều nước cam lên đến khi đường tan hết là sẽ xong được cốc nước cam đấy. Sau khi thực hiện xong, cô sẽ bỏ vỏ cam, tháo găng tay, bỏ vào thùng rác để giữ gìn vệ sinh môi trường. Còn các dụng cụ này, các con hãy nhờ ông bà, bố mẹ của chúng mình rửa giúp, phơi khô để lần sau chúng mình cùng thực hiện tiếp nhé. Các con ơi, vậy là cô đã vắt và pha được cốc nước cam thật là thơm ngon và bổ dưỡng rồi đấy. Cô mong chúng mình hàng ngày ở nhà hãy cùng bố mẹ thực hiện hoạt động này. Các con hãy nhờ bố mẹ chúng mình chụp ảnh, quay clip gửi cho cô giáo. Cô chúc tất cả các con thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.